Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các thầy giáo, cô giáo trường tiểu học Hải Vân, quận Liên Chiểu chọn cách làm thiết thực là giúp đỡ các em học sinh con nhà nghèo, học sinh gặp khó khăn trong học tập để các em được cấp sách đến trường. Trong số 650 học sinh trường tiểu học Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thì đã có đến 120 em nằm trong diện khó khăn cần có sự giúp đỡ để các em có điều kiện cấp sách đến trường. Mô hình nhận bảo trợ cho học sinh khó khăn do chi bộ nhà trường phát động đã thu hút được sự hưởng ứng tích cực của đảng viên và cán bộ viên chức trong trường. Thì tất cả các cán bộ đảng viên thì nêu cao cái tinh thần học tập tỉ thị theo Bác, mình làm một cái việc làm rất là cụ thể, thiết thực như vậy. Tất cả cán bộ đảng viên, giáo viên đến nhân viên nhà trường thì đồng tâm, đồng làm để thực hiện cái mô hình đó với mục tiêu là tất cả vì học sinh thân yêu. Mỗi thầy giáo, cô giáo là đảng viên nhận hỗ trợ hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập và gia đình thuộc diện hộ nghèo. Hàng ngày sau giờ học chính, các cô dành 1 giờ để bồi dưỡng kiến thức cho các em học sinh yếu. Ngoài ra, các thầy cô còn hỗ trợ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho các em trong dịp Tết, dịp khai giảng năm học mới. Mình là một giáo viên mà mình phải có luôn quan niệm là mình phải có một cái tấm lòng yêu thương các em, hết mực vì các em, hết mực vì các em trong cái giúp đỡ các em trong cái quá trình học tập và rèn luyện, và bên cạnh đó là về việc vật chất của các em. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm qua của trường tiểu học Hải Vân đang có sức lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng với sự hướng tích cực của tập thể giáo viên và học sinh. Đến nay, mô hình nhận bảo trợ học sinh khó khăn được triển khai trong tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động trong trường tiểu học Hải Vân. Việc làm tuy nhỏ nhưng hiệu quả đem lại là rất lớn. Cái mô hình đó đạt cái hiệu quả là tất cả các em có đầy đủ cái đồ dùng, sách vở để các em tiếp bước đến trường. Thứ hai nữa là các em có được cái tư vấn về tâm lý. Thứ ba nữa là cái việc học tập của các em là tiếp thu bài cùng với lại các bạn để nâng cao cái chất lượng đại trà cho nhà trường. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở trường tiểu học Hải Vân được gắn với các phong trào, các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục như cuộc vận động 2.0, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo, phong trào thi đua trường học thân thiện, học sinh tích cực. Những năm qua, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tấm gương sáng để học sinh noi theo. Tiêu biểu là cô Lê Thị Cúc, giáo viên lớp 5/1, cô Lê Thị Minh Tâm, lớp 1/1, cô Lê Thị Duyên, lớp 3/3, Đinh Thị Thu Ngà, lớp 4/4.